tại vì một ngày tiếp khách đã trăm người nên mọi người hãy thông cảm cho đạo sư Thị Nguyên Thành Hải và con cô bác đạo ơn chia sẻ giùm. Bây giờ anh chị này từ ở Vũng Tàu vào đây đi trên 100 cây số để nhờ đạo sư Hải tìm con gái, nên mọi người giúp cho đạo sư Hải còn đi bắt trộm bắt cướp nữa. Chị cho em là chị họ tên gì? Em tên Trần Thị Thủy. Chị sinh năm mấy? Rồi chị sinh năm 85. Rồi chị gặp phát hành trên trai lại đây? Con gái em nó lớn lên. Thì là con gái em ha, bạn thì anh Nguyễn sinh 2007. Rồi, bé bỏ về đi lâu chưa? Dạ, được 5 ngày. Được 5 ngày phải không? Bé bỏ đi tại nơi đâu? Dạ, tại Hắc Dịch, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà con là bơn thấy bé này ở đâu, điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải. Các bạn ơi, giúp giùm. Rồi bây giờ ở nhà bé trước đi là làm nghề gì? Theo tôi nghĩ là bé lên mạng bị bè một bạn trai dụ, hai là chuyện gì lúc cao bị bọn tội phạm buôn người đưa lên vô cam kê massage với cà phê hoặc là qua cam kia, nói chung là như vậy. Em có thông tin là bé nó đang ở gần chỗ khu Đình Thần Dĩ An đó. Ai nói? Ngày thứ hai nó đi là nó có điện về, nó báo em là nó đang ở đó, ba mẹ đừng có tìm con. Đang ở đó nhưng mà thật chắc là chưa chắc ở đó. Em gọi nó thì nó không nghe máy. Vẫn gọi được nhưng mà nó không nghe máy. Không nghe máy vậy là ở Việt Nam. Nó không, nó phá máy. Vậy là mà một là theo bạn trai hay là vô cam kê rồi? Theo bạn. Dây, theo bạn trai con. Và rồi nói chung là ai mà giữ bé này đeo coi chừng đến pháp luật. Bé này chưa đến còn 18 tuổi. Nên mọi người là bơn thấy ai mà trước sắp cái này có tình chính thức pháp luật nha. Năm 2003 vừa rồi, đội hình tiểu nãy cho gần 300 thanh niên và chủ cao kê ôm hết sơm đã vô chạy. Vì sao? Tại vì trước sắp những người chính thức pháp luật đi, nên mọi người là bơn chia sẻ mạnh lên mọi người. Chia sẻ mạnh lên cho ba mẹ được gặp con ha. Đó, rồi bé ơi, nếu mà bé thấy ba mẹ mà đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải thì bé coi liên lạc với ba mẹ đi. Ba mẹ bỏ công việc làm đi tìm con khắp nơi, con hãy về đi. Bây giờ chỉ có lời nói cho con nó về tha thứ với con. Bé ơi, con hãy về đi rồi ba mẹ tha thứ cho con về nhà muốn làm gì thì gần nhà con xin việc con làm, chứ con đừng bỏ đi như vậy, ba mẹ lo cho con lắm. Đó, mọi người vẫn chia sẻ cho mọi người rất là đau khổ. Hiện nay là đội Nguyễn Hải là ngày nào cũng làm lễ cũng được, thứ bảy là không nghỉ được ngày nào đó. Nên bé ơi, nếu bé thấy đòi xin hại tổ bé coi liên hệ gia đình để rồi xin hại còn đi giúp dân hoặc cho bắt cướp nữa đó. Mọi người hãy ghi sẻ giùm ba có lời nói cho con nó về tha thứ cho tất cả con. Ba nói đi, con gái về ba tha thứ cho con, muốn làm gì thì con cứ về nhà đi rồi ba sẽ tạo công việc cho con làm. Đó, con gái con về đi con gái. Đó, con gái về rất là đau khổ em. Mọi người hãy chia sẻ giùm. Hiện nay là con cái đi làm gì không nghe lời ba mẹ. Ba mẹ nuôi lớn lên không nghe lời. Mà là phải phụ giúp gia đình đỡ. Nên không phụ giúp gia đình mà bỏ nhà đi gì. Là ba mẹ khổ, rất là đau khổ. Đó, mọi người hãy chia sẻ giúp được mọi người. Hãy chia sẻ mạnh lên. Và con với lời chia sẻ mạnh mọi người. Chia sẻ mạnh lên. Và anh đây cho thăm anh học cách gì? Tôi tên là Dương Hoàng Sơn. Anh sinh năm mấy? Sinh năm 1960. Hiện nay anh ở đâu? Tôi ở trong trụ Long An. Ở trụ Long An phải không? Anh đến đây nhờ đợi hiệp sĩ Nguyễn Hải là tìm em của đứa em đêm trai không? Đêm trai là họ cách gì? Đêm trai tên là Dương Văn Hoàng. Sinh năm mấy? Sinh năm 1967. Mình cầm biết. Hiện là tại là cư ngụ ở là ấp 2 xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi bỏ nhà đi là ngày 29 tháng 3 đến nay là 20 ngày. Thì vợ con gia đình anh em tìm kiếm đến nay là không biết đâu. Lúc mà đi là 4 giờ nửa sáng có sức cầu đi rồi gia đình can ngăn không cho đi. Nhưng mà lúc mà trốn đi luôn bây giờ không biết anh tới đâu. Có đặt đi về Bình Dương không?
anh có bị khờ thì kêu không, rất bình mẫn, chỉ tâm biết thôi mà có cần hay nhậu bạn bè nhậu nhẹt thôi. Nhậu không có, nhậu có cần hay nhậu bạn bè cái anh mấy đứa con rồi, một đứa con, một đứa gái ra là anh 5-6 tuổi rồi, 5-6 tuổi con, vợ thì đi thân lâu rồi. Rồi vợ đi thăm là lâu rồi, vợ có chồng mới chưa? À chưa. Là giờ đứa con là theo giờ theo vợ hay là theo đứa con là theo mẹ nó. À. Cũng có thể qua tìm cha nó hôm nay. Đi qua lại kiếm cũng 4-5 lần rồi. Rồi. Nên mọi người vẫn chia sẻ giúp giùm anh này. Anh đi tìm khắp nơi tìm em trai, mọi người hãy chia sẻ mạnh lên mọi người. Bây giờ anh có lời nói cho cộng đồng mạng chia sẻ hay giúp thời điện giúp anh đừng có thương hồi nói đi. Hôm nay thì cũng nhờ anh Thanh Hải cũng nhờ cộng đồng mạng là chia sẻ mà để mà tìm đứa em của tôi là bị câm điếc, cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ giùm bà con bất lợi chia sẻ mạnh lên sao nói chuyện bà con rồi chia sẻ mạnh lên một người quá trình đau khổ hả? Đó bây giờ anh cho tụi này đăng là cái này lên các mạng xã hội không? Tìm mà. Đăng của mạng xã hội đăng tiền đó. Rồi con. Rồi bây giờ anh chị cho đội hiệp sĩ Vinh phải là tìm đăng kết lên các mạng xã hội không? Cho không? Tại vì ở đây đội Vinh Hải là nói chung là tiếp khách tiếp là mà mệt lắm thiệt. Đăng lên là người nhà cho đăng mới đăng lên thấy không? Chứ vậy thôi, nói chung giờ con cái mình bây giờ là mình không có nghe là con cái mình người nhà mình cứ đăng bình thường thấy không, đâu gì mà sợ đó, mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người ở đây đội chuyển thành là miễn phí thấy không, ai mà lấy hình hiệp sĩ Hải đăng lên Facebook đó, nói, tôi thấy được thì đây hiệp sĩ Hải này kêu chỉ cần không chỉ nghe ở đây là miễn phí, có điện thoại trực tiếp cho con nghe nhắn tin qua cái là lừa đảo không á, thấy không, lấy hình ảnh rồi nó nhắn tin rồi nó xin tiền bạn thì chỉ có công mang tiếp thôi. Hiện nay nhiều người là bị lừa lắm rồi, làm cái rút hiệp sĩ Minh Hải, đội sĩ Minh Hải rồi anh Hải này bây giờ gặp nó rồi và chuyển tiền qua nó ở Campuchia đủ thứ đó, nên mọi người hãy chia sẻ giùm điện thoại trực tiếp chứ không có nên mà chia sẻ nên điều cho Facebook cho lâu nha, đó nên mọi người hãy chia sẻ mạnh lên để giúp cho con em mình về nha. Bà con cô bác một lần nữa cảm ơn mọi người tổ chức này, mọi người hãy chia sẻ mạnh ra cho con em mình về nha. Anh đang cho em hỏi ha, chị gái này cầm trên tay tấm hình như là con của anh đúng không? Dạ. Con đi hiện tại là được bao nhiêu ngày nhỉ? Đi 5 ngày. 5 ngày rồi. Đến nay 5 ngày thì mình đã tìm những đâu rồi? Em hồi tối qua em có quần quần cô Đình Thần Dĩ An mà. Đình Thần Dĩ An? Sao dạ. Mình biết được không tin gì đó mà qua đó? Ngày thứ hai nó có điện về, nó báo là nó đang, bữa hôm điện, sáng thứ hai nó điện, nó kêu là 7 giờ tối nó điện thằng kia về chở nó lên Bình Dương, rồi hiện tại bây giờ nó đang ở gần Đình Thần Dĩ An á. Cái thằng đó là mình biết là ai không? Em biết nhưng mà không biết địa chỉ nhà của nó. Nó chỉ ở hồi trước nó ở trọ ở Phước Bình, Đồng Nai á. Mà bây giờ bà chủ nhà trọ bà đuổi nó không cho ở nữa thì nó mới lên Bình Dương này nó làm. Là trước đó thì con gái mình có quen biết quen là với chàng trai này rồi đúng không? Quen được bao lâu rồi? Quen bữa hôm trước Tết, nó quen sau Tết nó quen được đâu, bố nó bỏ, nó làm đang làm công ty nó bỏ nó đi qua nhà thằng đó nó chơi sáng, mẹ nó chở đi làm chiều đón về. Mình có biết được cái mối quan hệ của con mình với là cái người này không? Thì cũng bạn bè nó chơi Facebook nó giới thiệu với nhau chứ cũng không ấy lắm. Bữa hôm có về nhà mình lần nào chưa? Nó có vô nhà 2 lần. Mình có cắn cản gì con mình không? Thì lúc mà nó đòi đi sinh nhật em không cho đi, rồi nó cứ đòi riết em mới chở nó qua phòng của thằng đó, xong rồi về là em cấm không cho quen. Cấm luôn à? Dạ. Là con mình phản ứng như thế nào? Thì mới đầu nó không chịu, nó đòi dọn ra ở trọ rồi, nhưng mà sau thì nó cũng chấp nhận ở nhà cũng mấy tháng á, thì bữa nay nó lại dạ. Liên hệ với thằng đó nó đi lên. Rồi trước khi đi thì mình có ra này hay đánh con mình không? Dạ không, em không có đánh, không có la, em có nó đi chơi về khuya quá, em thu điện thoại, em điện không được, em về em thu điện thoại, em cho nó xài thôi. Là khu xong là mấy bữa mới đi? Rồi sáng sau nó đi làm xong nó lấy xe em nó đi luôn. À là khu xong sáng sau đi làm xong rồi đi luôn. Là đi cùng với chàng trai đó ha? Nó đi là nó điện thằng đó về lấy xe em, nó chở thằng đó chở nó lên trên này. Con mình đến nay là bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ 17 tuổi. 17 tuổi rồi ha.
Rồi một lần nữa anh nói rõ họ tên con mình giúp em. Con là Phạm Thị Ánh Nguyệt, sinh 2007. Dạ, Phạm Thị Ánh Nguyệt 2007 ha. Rồi bây giờ nếu con mình bây giờ mình có chấp nhận bỏ qua hết sự việc không? Dạ, em sẽ tha thứ hết cho con, không có con có muốn làm cái gì thì con cứ về với gia đình, hoặc con muốn quen ai thì con cứ nói thẳng với gia đình, ba mẹ sẽ không cấm cản nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Và một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chia sẻ giúp em ai thấy được bé gái cũng như là chú ở trong thành này ở đâu. Xin liên hệ trực tiếp cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có thể đến giúp khi cũng như là đưa bé về đầu thủ với gia đình. Thì hiện tại bé chỉ mới 17 tuổi thôi, tuổi còn rất là nhỏ, ở bên ngoài rất là dùng cạm dỗ nên rất là nguy hiểm. Bé nếu như em có xem được video này thì em hãy nhanh chóng liên hệ để cho cha mẹ mình hoặc cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để đến điều gì hay là em đây gặp vấn đề gì khó khăn đó không có phải nhắn gọi trực tiếp thì em có thể nhờ ai đó nhắn cho anh em đội sĩ Nguyễn Hải ha. Rồi khi anh và chị và chú lên đây nhờ đội sĩ Nguyễn Hải quay phim ghi hình, tất cả anh em ở đây sẽ đưa thông tin hình ảnh tất cả mình lên trên mạng xã hội, mình có chấp nhận cho anh em đội sĩ Nguyễn Hải quay phim đăng lên không? Dạ, chú có đồng ý không? Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả quý bà con các bác con mẹ. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người chia sẻ.